Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản Hoạt động 1 Tìm một giá trị của x sao cho 2 nhân sin x, x 1 bằng 0 trong thực tế, ta gặp những bài toán dẫn đến việc tìm tất cả các giá trị của x nghiệm đúng những phương trình nào đó như 3 nhân sin 2x cộng 2 bằng 0 hoặc 2 nhân cos x cộng tan 2x trừ 1 bằng 0 mà ta gọi là các phương trình lượng giác. Giải phương trình lượng giác là tìm tất cả các giá trị của ẩn số thỏa mãn phương trình đã cho. Các giá trị này là số đo của các cung hay là góc tính bằng ra dân hoặc bằng độ. Việc giải các phương trình lượng giác thường đưa về việc giải các phương trình sau, gọi là các phương trình lượng giác cơ bản. Sin x bằng A, cos x bằng A, tan x bằng A, cô x bằng A, trong đó A là một hằng số. Một nhỏ, phương trình sin x bằng A. Hoạt động 2, có giá trị nào của x thỏa mãn phương trình? Xin x bằng trừ 2 không? Xét phương trình. Xin x bằng A. Ta gọi là phương trình 1. Trường hợp trị tuyệt đối của A lớn hơn 1. Phương trình 1 vô nghiệm. Vì trị tuyệt đối của sin x nhỏ hơn bằng 1 với mọi x. Trường hợp trị tuyệt đối của A nhỏ hơn bằng 1. Vẽ đường tròn lượng giác tâm ô. Trục hoành là trục cosine. Trục tung là trục sin. Trên trục sin lấy điểm K sao cho độ dài OK bằng a. Từ K kẻ đường vuông góc với trục sin, cắt đường tròn lượng giác tại M và M', đối xứng với nhau qua trục sin. Mở ngoặc, nếu trị tuyệt đối của a bằng 1 thì M trùng với M', đóng ngoặc. Hình 14, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Từ đó, ta thấy số đo của các cung lượng giác AM và AM phải là tất cả các nghiệm của phương trình 1. Gọi alpha là số đo bằng radian của một cung lượng giác AM. Ta có số đo cung AM bằng alpha cộng K2B với K thuộc Z. Số đo của cung AM phải bằng B trừ alpha cộng K2B với K thuộc Z. Vậy phương trình sin x bằng A có các nghiệm là x bằng alpha cộng k2b với k thuộc Z và x bằng b trừ alpha cộng k2b với k thuộc Z. Nếu số thực alpha thỏa mãn điều kiện alpha lớn hợp bằng trừ b trên 2, nhỏ hơn bằng b trên 2, thì ta viết alpha bằng arcsin a, sin alpha bằng a, đọc là arcsin a nghĩa là cung có sin bằng a khi đó các nghiệm của phương trình sin x bằng a được viết là x bằng arcsin a cộng k 2b với k thuộc Z và x bằng b trừ arcsin a cộng k 2b với k thuộc Z chú ý a nhỏ phương trình sin x bằng sin alpha với alpha là một số cho trước có các nghiệm là x bằng alpha cộng k 2b với k thuộc Z và x bằng b trừ alpha cộng k 2 b với k thuộc z tổng quát sin của fx bằng sin của gx tương đương với fx bằng gx cộng k 2 b với k thuộc z và fx bằng b trừ gx cộng k 2 b với k thuộc z b nhỏ phương trình sin x bằng sin beta độ có các nghiệm là x bằng beta độ cộng k nhân 360 độ k thuộc z và x bằng 180 độ trừ beta độ cộng k 360 độ k thuộc z c nhỏ trong một công thức về nghiệm của phương trình lượng giác không được dùng đồng thời hai đơn vị độ và radian d nhỏ các trường hợp đặc biệt trường hợp 1 a bằng 1 phương trình sin x bằng 1 có nghiệm là X bằng B trên 2 cộng K2B K thuộc Z Trường hợp 2 A bằng trừ 1 Phương trình xin x bằng trừ 1 có các nghiệm là X bằng trừ B trên 2 cộng K2B Với K thuộc Z Trường hợp 3 A bằng 0 Phương trình xin x bằng 0 có các nghiệm là X bằng KB Với K thuộc Z Ví dụ 1 Giải các phương trình sau A nhỏ sin x bằng 1 phần 2. B nhỏ, sin x bằng 1 phần 5. Giải, A nhỏ. Vì 1 phần 2 bằng sin b trên 6, nên sin x bằng 1 phần 2 tương đương sin x bằng sin b trên 6. Vậy phương trình có các nghiệm là x bằng b trên 6 cộng k 2 b k thuộc z và x bằng b trừ b trên 6 cộng k 2 b bằng 5B trên 6 cộng K2B với K thuộc Z. B nhỏ, ta có sin x bằng 1 phần 5, khi x bằng ạc 1 phần 5. Vậy phương trình sin x bằng 1 phần 5 có các nghiệm là x bằng 1 phần 5 cộng K2B, K thuộc Z, và x bằng B trừ ạc 1 phần 5 cộng K2B, K thuộc Z. Hoạt động 3 Giải các phương trình sau. A nhỏ, sin x bằng 1 phần 3. B nhỏ, xin mở ngoặt x cộng 45 độ đóng ngoặt bằng trừ căn bậc 2 của 2 chia 2. 2 nhỏ, phương trình cos x bằng A. Trường hợp trị tuyệt đối của A lớn hơn 1. Phương trình cos x bằng A vô nghiệm vì trị tuyệt đối của cos x nhỏ hơn bằng 1 với mọi x. Trường hợp trị tuyệt đối của A nhỏ hoặc bằng 1. Tương tự trường hợp, phương trình sin x bằng a, ta lấy điểm h trên trục cosin sao cho oh bằng a. Từ h kẻ đường vuông góc với trục cosin, các đường tròn lượng giác tại m và m đối xứng với nhau qua trục cosin. Nếu trị tuyệt đối của a bằng 1, thì m trùng với m phẩy. Hình 15, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Từ đó ta thấy số đo của các cung lượng giác AM và AM' là tất cả các nghiệm của phương trình cos x bằng a. Gọi alpha là số đo bằng radian của một cung lượng giác AM. Ta có số đo cung AM bằng alpha cộng k2b k thuộc z. Số đo cung AM' bằng trừ alpha cộng k2b k thuộc z. Vậy phương trình cos x bằng a có các nghiệm là x bằng cộng trừ alpha cộng k2b với k thuộc z. Chú ý! A nhỏ, phương trình cos x bằng cos alpha, với alpha là một số cho trước, có các nghiệm là x bằng cộng trừ alpha cộng k2b với k thuộc z. Tổng quát, cos fx bằng cos gx. Khi và chỉ khi, fx bằng cộng trừ gx cộng k 2 b với k thuộc z b nhỏ phương trình cos x bằng cos beta độ có các nghiệm là x bằng cộng trừ beta độ cộng k nhân 360 độ k thuộc z c nhỏ nếu số thực alpha thỏa mãn các điều kiện alpha lớn hơn bằng không nhỏ hơn bằng b cos alpha bằng a thì ta viết alpha bằng arccos a đọc là arccos a có nghĩa là cung có cos bằng a khi đó các nghiệm của phương trình cos x bằng a còn được viết là x bằng cộng trừ arccos a cộng k 2 b với k thuộc Z d nhỏ các trường hợp đặc biệt trường hợp 1 a bằng 1 Phương trình cos x bằng 1 có các nghiệm là x bằng k 2 b với k thuộc z. Trường hợp 2, a bằng trừ 1. Phương trình cos x bằng trừ 1 có các nghiệm là x bằng b cộng k 2 b với k thuộc z. Trường hợp 3, a bằng 0. Phương trình cos x bằng 0 có các nghiệm là x bằng b trên 2 cộng k k thuộc z. Ví dụ 2, Giải các phương trình sau. A nhỏ. Cos x bằng cos b trên 6. B nhỏ. Cos 3x bằng trừ căn bậc 2 của 2 chia 2. C nhỏ. Cos x bằng 1 phần 3. D nhỏ. Cos mở ngoặc x cộng 60 độ đóng ngoặc bằng căn bậc 2 của 2 chia 2. Giải. A nhỏ cos x bằng cos pi trên 6 tương đương x bằng cộng trừ pi trên 6 cộng k 2 pi k thuộc z b nhỏ vì trừ căn bậc 2 của 2 chia 2 bằng cos 3 pi trên 4 nên cos 3x bằng trừ căn bậc 2 của 2 chia 2 tương đương với cos 3x bằng cos 3 pi trên 4 tương đương với 3x bằng cộng trừ 3b trên 4 cộng k2b tương đương với x bằng cộng trừ b trên 4 cộng k2b chia 3 k thuộc z C nhỏ cos x bằng 1 phần 3 tương đương với x bằng cộng trừ a 1 phần 3 cộng k2b với k thuộc z D nhỏ vì căn bậc 2 của 2 chia 2 bằng cos 45 độ nên cos mở ngoặc x cộng 60 độ đóng ngoặc bằng căn bậc 2 của 2 chia 2 tương đương với cos mở ngoặc x cộng 60 độ đóng ngoặc bằng cos 45 độ tương đương với x cộng 60 độ bằng cộng trừ 45 độ cộng k nhân 360 độ tương đương với x bằng trừ 15 độ cộng k nhân 360 độ và x bằng trừ 105 độ cộng k nhân 360 độ k thuộc z. Hoạt động 4. Giải các phương trình sau. A nhỏ cos x bằng trừ 1 phần 2 B nhỏ cos x bằng 2 phần 3 C nhỏ cos mở ngoặt x cộng 30 độ đóng ngoặt bằng căn bậc 2 của 3 chia 3 nhỏ. Phương trình tan x bằng a. Điều kiện của phương trình là x khác b trên 2 cộng k b k thuộc z. Căn cứ vào đồ thị hàm số y bằng tan x, ta thấy với mỗi số a, đồ thị hàm số y bằng tan x cắt đường thẳng y bằng a tại các điểm có hành độ sai khác nhau một bội của b hình 16. hành độ của mỗi giao điểm là một nghiệm của phương trình tan x bằng a. Gọi x1 là hành độ giao điểm. Tan x1 bằng a thỏa mãn điều kiện x1 lớn hơn trừ bi trên 2, nhỏ hơn bi trên 2. Ký hiệu x1 bằng ạc tan của a. Đọc là ạc tan a, nghĩa là cung có tan bằng a. Khi đó, nghiệm của phương trình tan x bằng a là x bằng ạc tan a cộng kb với k thuộc z. Chú ý, a nhỏ. Phương trình tan x bằng tan alpha, với alpha là một số cho trước, có các nghiệm là x bằng alpha cộng kb với k thuộc z. Tổng quát, tan fx bằng tan gx suy ra fx bằng gx cộng kb với k thuộc z. B nhỏ. Phương trình tan x bằng tan của beta độ có các nghiệm là x bằng beta độ cộng k nhân 180 độ với k thuộc z. Ví dụ 3, giải các phương trình sau. A nhỏ tan x bằng tan của pi trên 5. B nhỏ tan 2x bằng trừ 1 phần 3. C nhỏ tan mở ngoặt 3x cộng 15 độ đóng ngoặt bằng căn bậc 2 của 3. Giải A nhỏ tan x bằng tan b trên 5. Tương đương với x bằng b trên 5 cộng k k thuộc z. B nhỏ, tan 2x bằng trừ 1 phần 3, tương đương với 2x bằng ạc tan của mở ngoặt, trừ 1 phần 3 đóng ngoặt, cộng k bi. Tương đương với x bằng 1 phần 2, ạc tan, mở ngoặt, trừ 1 phần 3 đóng ngoặt, cộng k bi chia 2, với k thuộc z. C nhỏ vì căn bậc 2 của 3 bằng tan 60 độ nên tan của mở ngoặc 3x cộng 15 độ đóng ngoặc bằng căn bậc 2 của 3 tương đương với tan của mở ngoặc 3x cộng 15 độ đóng ngoặc bằng tan 60 độ tương đương với 3x cộng 15 độ bằng 60 độ cộng k nhân 180 độ tương đương với 3x bằng 45 độ cộng k nhân 180 độ. Tương đương với x bằng 15 độ cộng k nhân 60 độ. K thuộc Z. Hoạt động 5. Giải các phương trình sau. A nhỏ. Tăng x bằng 1. B nhỏ. Tăng x bằng trừ 1. C nhỏ. Tăng x bằng 0. 4 nhỏ. Phương trình cô tan x bằng A Điều kiện của phương trình là x khác kb, k thuộc z. Căn cứ vào đồ thị hàm số y bằng cô tăng x, ta thấy với mỗi số a, đường thẳng y bằng a, các đồ thị hàm số y bằng cô tăng x, tại các điểm có hành độ, sai khác nhau một bội của bi, hình 17. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Hoành độ của mỗi giao điểm là một nghiệm của phương trình cô tăng x bằng a. Gọi x1 là hành độ của giao điểm. Cô tăng X1 bằng A, thỏa mãn điều kiện. X1 lớn hơn 0, nhỏ hơn B. Ký hiệu X1 bằng A cô tăng A. Đọc là ạc cô tăng A, nghĩa là cung có cô tan bằng A. Khi đó, các nghiệm của phương trình cô tăng X bằng A là X bằng A cô tăng A cộng KB với K thuộc Z. Chú ý, A nhỏ phương trình cô tan x bằng cô tan alpha với alpha là một số cho trước có các nghiệm là x bằng alpha cộng KB với k thuộc z tổng quát cô tan fx bằng cô tan gx suy ra fx bằng gx cộng KB, k thuộc z b nhỏ phương trình cô tan x bằng cô tan beta độ có các nghiệm là X bằng beta độ cộng K nhân 180 độ K thuộc Z. Ví dụ 4. Giải các phương trình sau. A nhỏ. Cô tan 4X bằng cô tan 2B chia 7. B nhỏ. Cô tan 3X bằng trừ 2. C nhỏ. Cô tan mở ngoặt 2X trừ 10 độ đóng ngoặt bằng 1 chia căn bậc 2 của 3. Giải A nhỏ Cô tan 4x Bằng cô tan 2b chia 7 Tương đương với 4x bằng 2b chia 7 cộng kb Tương đương với x bằng b chia 14 cộng k b chia 4 với k thuộc z b nhỏ cô tan 3x bằng trừ 2 tương đương với 3x bằng ạc cô tan mở ngoặt trừ 2 đóng ngoặt cộng k tương đương với x bằng 1 phần 3 nhân ạc cô tan mở ngoặt trừ 2 đóng ngoặt cộng k bi chia 3 k thuộc z c nhỏ vì 1 chia căn bậc 2 của 3 bằng cô tan 60 độ nên cô tan mở ngoặt 2x trừ 10 độ đóng ngoặt bằng 1 chia căn bậc 2 của 3 tương đương với cô tan mở ngoặt 2x trừ 10 độ đóng ngoặc bằng cô tan 60 độ tương đương với 2x trừ 10 độ bằng 60 độ cộng k nhân 180 độ tương đương với x bằng 35 độ cộng k nhân 90 độ k thuộc z hoạt động 6 giải các phương trình sau a nhỏ cô tan x bằng 1 b nhỏ cô tan x bằng trừ 1 C nhỏ, cô tăng x bằng 0. Ghi nhớ, mỗi phương trình, sin x bằng A, mở ngoặt, trị tuyệt đối của A nhỏ hơn bằng 1, đóng ngoặt. Cốt x bằng A, mở ngoặt, trị tuyệt đối của A nhỏ hơn hoặc bằng 1, đóng ngoặt. Tan x bằng A, cô tan x bằng A, có vô số nghiệm. Giải các phương trình trên là tìm tất cả các nghiệm của chúng. Bài tập Bài tập 1 Giải các phương trình sau A nhỏ Xin mở ngoặt X cộng 2 đấm ngoặt Bằng 1 phần 3 B nhỏ Xin 3X Bằng 1 C nhỏ Xin mở ngoặt 2X chia 3 Trừ B chia 3 Đấm ngoặt Bằng 0 D nhỏ Xin mở ngoặt 2X cộng 20 độ Đấm ngoặt Bằng trừ căn bậc 2 của 3 chia 2. Bài tập 2 Với những giá trị nào của x, thì giá trị của các hàm số y bằng sin 3x và y bằng sin x bằng nhau. Bài tập 3 Giải các phương trình sau A nhỏ Cos mở ngoặt x 1 đóng ngoặt bằng 2 phần 3 B nhỏ Cos 3x bằng cos 12 độ. C nhỏ. Cos mở ngoặc 3x chia 2 trừ Bi trên 4 đóng ngoặc bằng trừ 1 phần 2. D nhỏ. Cos bình phương 2x bằng 1 phần 4. Bài tập 4. Giải phương trình. Tỷ số 2 nhân cos 2x chia 1 trừ sin 2x bằng 0. Bài tập 5. Giải các phương trình sau A nhỏ Tan Mở ngoặt X trừ 15 độ Đóng ngoặt Bằng căn bậc 2 của 3 Chia 3 B nhỏ Cô tan Mở ngoặt 3X trừ 1 Đóng ngoặt Bằng trừ Căn bậc 2 của 3 C nhỏ Cốt 2X Nhân tan X Bằng 0 D nhỏ Sin 3X Nhân Cô tan X Bằng 0 Bài tập 6 với những giá trị nào của x thì giá trị của các hàm số y bằng tan mở ngoặt b chia 4 trừ x đóng ngoặt và y bằng tan 2x bằng nhau. Bài tập 7. Giải các phương trình sau. A nhỏ sin 3x trừ cos 5x bằng 0. B nhỏ tan 3x nhân tan x bằng 1. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.